Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Camera 247 sẽ trở lại với các bạn. Hôm nay chúng ta cùng review sản phẩm camera Q1 đa năng quay quét của Hikvision. Các bạn có thể nhìn thấy camera ở đây. Con camera này có độ phân giải là 20 megapixel. Mã của nó là DS2CV2Q21FWD. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là bao bì của sản phẩm. Đây là các tính năng của camera do nhà sản xuất cung cấp. Đầu tiên là camera Full HD, có kết nối Wi-Fi, chế độ đàm thoại 2 chiều, lưu trữ hình ảnh bằng thẻ nhớ, bắt bám chuyển động thông minh. Và camera này sẽ ghi hình với chuẩn nén H265 để tiết kiệm dung lượng của thẻ nhớ. Kết nối qua điện toán đám mây thì xem được trên điện thoại và trên máy tính. Cái này có hướng dẫn sử dụng camera cơ bản cho các bạn, các bước kết nối. Và phía sau này là sẽ có thông tin của sản phẩm, app để mình tải về. Ở đây mình sẽ mở hộp camera. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một con camera được đóng gói rất cẩn thận. Camera của chúng ta đây. Trong này có sách hướng dẫn bằng tiếng Anh và cái đề can để mình dán khoan bắt vít. Đây là hộp phụ kiện của sản phẩm. Trong này gồm có một cái chân đế. Đây là túi vít. Đây là cắp sạc, cắp nguồn của camera. Ở đây chúng ta có cái cục adapter, cục nguồn nuôi camera với thông số cục nguồn là 5V và 2.0A. Cái cục nguồn này thì nó giống như cái cục nguồn của iPad. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về con camera của Hikvision, con cam Q1 này. Thế này là tem sản phẩm và mã QR để mình quét mã. Đây là đèn trạng thái của camera. Phía trên này là cái phần mà quay quét người ta thiết kế. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây là có mic thu âm. Đèn hồng ngoại của con cam này thì người ta giấu bên trong nên mình sẽ không nhìn thấy được. Ở đây mình vuốt nhẹ lên thì có khe cắm thẻ nhớ. Trong này sẽ có khe cắm thẻ nhớ này và nút reset. Ở đây chúng ta sẽ có hình ảnh của cái thẻ nhớ. Các bạn nên gắn thẻ nhớ theo cái hình ảnh hướng dẫn ở đây. Xong rồi mình đóng lại. Các bạn đóng cẩn thận vào. Đấy, mình bổ xuống. Ở đây sẽ có loa và mic ở đây của con camera. Mic này là mic thu âm và loa này để đàm thoại 2 chiều. Phía sau này sẽ có cổng cấp nguồn. Thế này là jack micro power giống như jack của điện thoại. Nó cổng LAN để khi các bạn không có wifi các bạn có thể cắm dây LAN vào và chúng ta sử dụng bình thường. Trên đây là mình đã giới thiệu sản phẩm camera Q1 đa năng quay quét của Hikvision. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.